quý vị và các bạn. Các bạn ơi, giờ mình có một cái hành trình đi lên cầu chữ Y. Đây, hiện tại giờ mình đang đứng ở cầu chữ Y các bạn ha. Cầu chữ Y này mình đi cái hướng từ đường Hưng Phú. Đường Hưng Phú á, mình lên cầu chữ Y nè. Một cái thuộc
ghê luôn. Lộn rồi bạn ơi, thôi rồi không sao đâu, cái chỗ mà cái chỗ mà cái quán mà mình ăn á là nằm ở dưới kia chứ không phải đường này. Rồi thôi rồi, lỡ lên đó là lộn đến tà cầm kinh sổ phường tâm lưng cũng bảy luôn. Giờ mình quên lại, mình quên lại, mà nếu mà có đơn mình nhận đơn, không có đơn mình lại ngay cái quán mình kiếm đồ mình ăn cái quán đó. Thôi rồi, quận 4 quận 1 rồi, không phải luôn rồi. Đây đi ai chạy 50 số lấy cái đơn hàng có 17-20 ngàn. Rồi thôi mình quay lại, chạy còn tới đường Trần Xuân Soạn 2 ta. Rồi có cơ hội quay ngược cái bài bên phải là cái một cái con sông này, sông hay là kinh mình không biết, nếu mà đi thẳng bon bon là con kinh, còn chạy lòng vòng là con sông. Nằm cặp bên đây là đường Trần Xuân Soạn, bên kia là hình như sông Cấp Thiết á, từ á, đúng rồi. Rồi sẵn mình review đường phố cho các bạn biết luôn, đây là đường Trần Xuân Soạn phường Thanh Hưng quận 7 nha. Trời mới mua xăng mà để cũng đói tới ăn bánh canh của cái chị đó bánh canh rất ngon. Sau 20 ngày mà nếu ăn siêu bình dân á là có 10 ngày cũng khó luôn. Bình thì 15-20, siêu đặc biệt thì có 30-40 ngàn thôi mà. Nhưng mà nhiều hơn một tuần. À, không biết cái chị này chỉ bán khách sao mà giá này rẻ thiệt, mà bữa kia ăn thử mà. Sẵn đây Nhi chia sẻ cái quán này luôn. À đúng rồi. Bảo là nếu có cơ hội nha em gái chứ còn xin đừng là từ đây tới đó đừng có đơn. Chạy xe mà xin đừng có đơn, thôi bó tay rồi.
Duy vô đây Duy ăn bánh canh. Duy review lại cái chỗ bán bánh canh này rất rẻ và rất ngon. Các bạn nào chạy xe giống như Duy có đói bụng rồi đến đây ăn nha. Có thẩm là Duy ăn đây lần này. À, các bạn cứ tự nhiên, đây là bán rất rẻ các bạn, dành cho mọi giới luôn, thích ăn mấy chục ăn. 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 cũng có. Đó 40, 50 cũng có nhưng mà bán rất rẻ. Bữa hổm mình ăn tô 30. Giờ gặp em tô 30 đi. Sẵn em review lại cho mấy bạn nó xem, mới chạy xe giống như em, nhiều khi nó biết chỗ nó ăn. Ok. Dạ tô 30. Nè bánh canh Mỹ Tho nha. Bánh canh nghỉ ngày mùng 1 đến ngày 15 hả? Hay là ngày 15 bán lại? Mùng 1, 15 hàng tháng. À tưởng nó Tết. Rồi nghỉ ngày mùng 1, ngày 15 hàng tháng. Rồi cảm ơn anh cứ làm cho em một tô 30 ngàn đúng không? Ok. Rồi ăn cho ngon rồi cái mình review cho các bạn chạy xe giống như em đó. Rồi mời các bạn qua đây ngồi cùng với Duy, dùng bánh canh với Duy nha. Kiếm chỗ ngồi cho nó lịch sự coi. Đó, bé nó đem tô bánh canh 30.000 này để mình xem coi. Đó các bạn thấy không? Thấy nhìn cái con tôm với lại cái đầu con mực chà bá lửa luôn. Ở đó 30.000 bạc. Bó tài dữ. Các bạn thấy rẻ không? Ông nhìn chơi trà nhà này, ông này ông có thuyền đánh thủy sản ở Mỹ Tho cho nên ông mới bán được vậy. À thấy chưa, thấy chưa? Ông nói ông có 2-3 cái cảng với nhập cảng. Ở cái chùa hả? Ủa sao chùa mà sản xuất ra tôm với lại mực vậy? Ghẹo không chơi. Đó nè các bạn. Nguyên cái đầu con mực chà bá lửa, con tôm này nói chung là cũng tương đối được nhưng mà 30.000 còn nguyên cái cục thịt. Đó, các bạn thấy ngon không? Đó. 30.000 nha. Tức là mình đi ngoài đường Phạm Thế Hiển mà vừa, nếu các bạn đi từ cái hướng đường cầu Nguyễn Văn Cừ thì các bạn chạy về ngược về cái cầu Nguyễn Tri Phương thì bạn ngó bên tay trái qua khỏi cái chợ Phạm Thế Hiển thì ngó thấy các bạn để bánh canh Mỹ Tho 10k. Rồi thôi bây giờ đi mà các bạn cùng dùng cái gì nha. Mà trước khi ấy thì Duy nêm nếm đồ đạc cho Duy nếm thử ngon. Các bạn thấy không? Mấy cô mấy chú thấy không? Tô 30.000 đó, hiếm khi mà có chỗ bán được vậy lắm. Ngon các bạn, niêm rất ngon. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái hành trình của Duy. Và Duy một lần nữa Duy review lại cái chỗ bán của ta nè. Các bạn xem ha. Ở kế bên nó có để là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Helen sản xuất thực phẩm chay Nguyên Hỷ. Của cái tên là thấy là hay ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình. Thân mến chúc các bạn mặt mới bình an và hạnh phúc nha. Happy New Year các bạn, bye.